Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay lại video của Quý Bảo. Ngày hôm nay mình tiếp tục lên lô hàng điện nha anh em. Tiếp tục lên lô hàng điện để phục vụ bà con. Rồi, ngày hôm nay thì đầu điện thì có những gì? Máy mài ha, máy mài, máy bắn vít, máy bắn bu lông ha, hút thổi oxy ha, hút chân không ha, rồi bào bào máy móc rãnh vậy vậy cuộn dây điện nha anh em đó. Cũng có những cái như ba gác này, dây ba gác nè, rồi remote tời ha. Đặc biệt là lên lại cái máy mài mài cho dành cho nha khoa nha anh em, cái màu vàng á. Cái máy này chắc phải lên 2-3 clip liên tục đó. Chứ còn nha khoa chắc không ít khi coi cái hàng bãi này ha, chắc phải lên 2-3 clip liên tục. Rồi tham khảo với mọi người, hôm nay là lên 4 motor, một cái thằng Hot Tom ha, một cái thằng Hitachi, và một cái một em Maytan 9003, và một em cổ ha, một em cổ cưa lộng rồi bắn bu lông đầu 1/2, đầu 3/4, khá phong phú mọi người. Rồi cưa cưa sắt vòng ha, tua chậm ha. Đặc biệt có một cái máy gần gần màn hình là hút thổi chuyên nghiệp nha anh em, một cái hút thổi chuyên nghiệp ha, nó màu đen nè. Tham khảo nha anh em, quá à. Trong thùng gỗ là một cái bào ha, rồi 2 motor nè, 2-3 motor nằm bên kính trái nè anh em. Và đặc biệt là chiến sau là những cái thùng 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 ống dòm anh em, thùng dành cho địa chất ha, là Quý Bảo sẽ đóng pin cho nó luôn à. Mình xem mình không có dây sạc thì giờ mình đóng pin cho em nó luôn ha, đóng pin cho em nó xong mình xài adapter điện 220 luôn nha anh em đó. Giờ mình cũng đã đóng một cái rồi, để coi điện thoại cũng đã xong rồi, nhưng mà để lúc sau mình lên ha, lúc sau mình lên. Đây có một cái móc rãnh ha, một hai móc rãnh anh em đó. Đặc biệt là cái cưa vòng nha, cái vòng này nó đầy đủ đồ cho anh em, đầy đủ đồ ha, tiếng kêu khá im á. Rồi thôi giờ pha phê đi anh em ha, pha phê ngồi chút nữa 5 phút sau thưởng thức cho anh em. Rồi bye bye. Rồi bây giờ bắt đầu mình tập trung vô chuyên môn nha mọi người. Hôm nay mình làm từ cái mã 820 ha, 820 mình bán 340k cho cái cộng dây thợ điện nha anh em, dây thợ điện ha, dây nịch nè, cái đường kính của nó là 100, cái lưng của nó là 100 nha anh em, anh em nào giờ dưới 100 mới xài nha anh em đó. Dây là còn đẹp ha, dây là còn đẹp nè, không cứng cá nha anh em, màu xanh quân đội ha, màu xanh quân đội, có nhãn tem nha anh em, đây còn đẹp á. Và đây là cọng dây nè mọi người, dây này hơn thước ha, cọng dây này hơn thước, có đầu loại đầu nhỏ nha anh em ha, loại đầu nhỏ ha. Đây rồi, cái mã đầu tiên của mình là 820, mình mong muốn bán với giá 340k nha anh em, cho cọng dây nịch thật của thợ điện ha. Xong, tiếp theo cái mã thứ hai của mình là 821 mình bán 420k, là một cái remote thanh ha, remote tời nè, mới nha mọi người, mới ha, của thằng Z nè, nó là xài điện AC 250V anh em ha, nó xài điện 250 đó. Cái mã nó là SB B bò B phở 24WA ha, nó của Nhật nha mọi người. Đây Osaka da băng nè mọi người, đây ha, da băng
cái hộp nó trong còn trong hộp nha anh em, là cái mã 821. 821 mình muốn mong muốn chia tay em nói với giá 420k nha mọi người, 420k. Xong, let's go. Tiếp theo cái mã 822. 822 là một cuộn dây dây ba gác nè mọi người. Mình còn nhiều ha. Mỗi ngày lên clip cho chú bác chọn lựa. Làm cái đem về xài chú bác ơi, mới chú bác ơi ha. Mới. Còn đẹp ha, mới mà. Có cuộn dây nè. Để zin luôn nha, chưa bung dây ra luôn đó anh em. Đó. Và một cái khóa ha. Còn màu 7 màu luôn nha anh em. Còn 7 màu luôn ha. Cán mũ nè, cán nhựa nè, đẹp ha. Rồi, cái mã 822 mình mong muốn chia tay em nói với giá 520k nha mọi người. Xong, let's go. Tiếp theo cái mã 823. 823 là một cái máy mài gốc của thằng Kosuku ha. Nó là phun nhôm nha anh em. Bật đi con. Rồi. Giờ test máy thử anh coi thông số nha anh em. Nó là 100V, 480W. À, thông báo với anh em nha, toàn bộ mặt hàng điện của mình là điện 100V không nha anh em. À, về được cắm 220 lên anh chú bác ha. Tất cả hàng nội địa Nhật là hàng của Nhật đều nội địa đều là 100V nha anh em. Đó, này thang ngoài nè. Thang ngoài nè. Hiệu đẹp lên anh em. Cái này để đánh bóng gì nè, để mài trà nhám gì ha. Này để trà nhám nè. Này đĩa 10 mm nha anh em. Đĩa 10 mm. Công tắc làm sao nè ha. Rồi test máy thử. Trà nhám muốn ngoài muốn cưa cũng được anh em, để 10 ml ha. Để 10 ml. Và hiện giờ là đang cái là để trà nhám nha anh em. Đó, coi như cái này nó không te hết mọi người ha. Ngoại hình em nó là còn 70%. 30% bụi bãi ha. Xong, cái mã 8223 mình mong muốn chia tay em nói với giá 420k nha mọi người. Xong, let's go. Tiếp theo mã 824. Mình chia tay em nói giá 450k, hơn 30.000. Em này có cặp te ha. Dạ khi mà anh em chốt thì mình cho cặp tán 10 cặp tán nha anh em. Này chưa có tán nè. Ha, có cặp te. Rồi. Em này cũng full nhôm. Ha. Cặp thông số. Nó là Hitachi nè. Nó xài để 100 mm nè anh em. Điện 100V. À, 590W ha. Cái mã nó là G10SH nha em. Cái mã của nó đó G10SH ha. Nó là dòng tua đó 12.000 vòng phút nè anh em ha. Đó. Đạt chuẩn Nhật ha. Có dấu đạt chuẩn Nhật. Hitachi full nhôm ha, thân hình full nhôm. Ngoại hình em nó cũng vậy, còn 70%. 30% bụi bãi. Mình ra bãi là mình phải lựa vậy anh em. Không có lựa mà cũ kỹ, không có lựa cũ quá là không lựa ha. Nó phải nhìn phải được mắt mình được mắt mình thì mới được mắt của anh em chú bác. Giống như anh đi mua cho em vậy đó, cháu đi mua chú vậy đó, giống như bạn mua cho bạn vậy ha, chứ không phải là người đi mua bán lại. Mua là mình phải sải xài được, mình phải nhìn vừa mắt của mình đó. Này kết hợp mở khóa anh em coi ha, đời cao. Rồi, test máy thử. Công tắc làm sao nha mọi người. Đúng là 480W anh em ha. Ok, máy hoạt động hoàn hảo ha. Rồi cái mã 284 mình mong muốn chia tay em nói giá 450k. 824. Chia tay em nói giá 450k. Tiếp theo cũng một cái mài gốc luôn. Này có đá nè, có cử nè, có đá nè, có chén đầy đủ ha. Cặp te đầy đủ. Mã 825.
mình chia tay em nó với giá 420k ha anh em ha. Nó hiệu thằng gì? Forget Zurich ha. Rồi, Forget Zurich, em này ngoại hình còn 75%, chỉ có 25% bụi bãi thôi nha anh em. 75%, chỉ có 25% bụi bãi thôi. Em này là một màu lông chuột ha. Full nhựa nha anh em. Full nhựa. Hàng ngoài dễ thay. Đá Nhật luôn nha anh em. Đá Nhật, nó xài đĩa 100ml mọi người. Kết hợp với công tắc có đồ để mở chén nè ha. Ok, em này còn đẹp đó mọi người. Công tắc nằm sau ha, kết hợp công tắc nằm sau. Rồi test máy thử cho anh em coi. Vàng nhựa là không cứng cái gì nha anh em, không cứng cái gì hết. Chén thấy không, còn khô nè, trứng cỏ là chưa có vô miếng dầu nữa hết trơn ha. Đem về là lên liền, lên hình liền. Đó, này chú bác mở ra cho chút xíu dầu vô là thôi rồi đó nha chú bác. Rồi, cái mã 825 mình mong muốn chia tay em nói với giá 800 420k. Mã 825. Tiếp theo một em khủng long không mấy bạo chúa ha, không mấy bạo chúa. Đánh bóng đánh cước ha, muốn đánh gì đánh nè. Đó, đánh bóng đánh cước chà nhám, rồi muốn làm gì làm, của mai ta nha mọi người. Nó là xài đĩa 150ml nè, lỗi lớn đại ca nè ha. Nó là 110 1100W nha anh em. Đó, nó xài điện 100V nha mọi người, tất cả hàng đều là điện 100V nha chú bác. Đừng có cắm vô 220 nói sao hàng quý bảo cháy nha. Đó, cái mã của nó nè, 9006. Đó, nó thang ngoài dễ thay. Dòng tua của nó là 7600, chưa dữ vậy. 1100W nè, thứ dữ rồi nha. Thứ này đánh cước đánh bóng chà nhám vẫn được chứ bác. Ngoại hình vẫn là 70%, 30% bụi bãi thôi. Cái màu nó còn đẹp anh em, nhìn màn hình là thấy rồi. Tem nè, tem nhôm nè, thấy không, còn đẹp. Rồi, nói nhiều không bằng test máy thử. Nói nhiều không bằng test máy thử. Nên bẻ cái này ra. Cái này bị hư nha mọi người. Để thôi, nó chạy văng mắt à ha. Coi như là cái này là cốt lớn nha anh em. Cái này là cốt lớn nè. Đó, chén rồi còn ngon lành ha. Rồi giờ test máy thử coi. Rồi, một em Titan hoạt động hoàn hảo. Cứ bảo mong muốn chia tay em nói với giá 750k nha anh em. 750k cho một em Titan. Đánh bóng đánh cước để 150 nha. Rồi, xong let's go. Tiếp theo mình có hai cây. Một cây Hitachi và một cây Titan. Này là bấm vít nha anh em. Bấm vít xài điện. Bấm vít xài điện. Rất là dễ xài ha. Dây dài nha anh em. Giờ mất đầu quýt là mình đã thay đầu quýt cho nó loại tốt nha anh em. Loại 6.000 cái ha. Không có chơi loại là 2-3.000. Nhầm nhò quá cái đầu này. Mua loại tốt. Rồi. 827. Mình mong muốn chia tay em nói giá 620k nha mọi người. Kim điện con. Rồi. Điều tóc mượt mà anh em ha. Em này là mã WH10VA2, vẫn là điện 100V, 125W nha anh em. Dòng tua nó 2000, từ 0 tới 2000 là em này có điều tóc mọi người. Mượt mà. Rồi đảo chiều ơi.
Rồi cái này là than ngoài là mình đã cho thợ thay than hết rồi nha anh em. Cái mã 8827 mình mong muốn chia tay em nó với giá 620k. Xong, let's go. Tiếp theo, cái mã thứ hai là thằng Mai Tan đẹp hơn, xinh xắn hơn. Em nó ngoại hình tươi hơn, thêm 30.000. Đó, đơn giản giờ thêm 30.000 vui thôi. Dây nhỡ zin luôn ha. Dây zin. Nó là Mai Tan. Để coi thông số kỹ thuật nó coi. Cái mã nó là 6955. Nó vẫn là điện 100V, 400W nha anh em. Và dòng tua của nó là 2006 nè. Em này có điều tốc nha mọi người. Ngoại hình thì đẹp, phải nói là đẹp, cao su phải nói là liền lạc. Đẹp ha, rất đẹp mọi người. Không rất đẹp nhưng gọi là đẹp ha. Liền lạc, cao su liền lạc, trắng đen. Rồi test máy thử điều tốc coi. Em này có một cái khuyết điểm là hình như là đèn led nè, lúc cháy lúc tắt nè anh em. Như là tắt luôn rồi ha. Đó. Tiếng máy thôi rồi đó nha. Coi vàng vàng đế với anh em. Rất đẹp ha. Em này chú bác về bắn vít nè chú bác. Ha. Bắn vít, bắn tôn, bắn đồ là thôi rồi đó nha ha. Gia đình xài là thôi. Rồi, đảo chiều ơi. Cái đèn này là cái này không phải đèn đâu anh em, không có đèn ha. Này không có đèn, tưởng nó đứt đèn không phải. Rồi xong. Cái mã 828 mình mong muốn chia tay em nói giá 650k nha mọi người. 650k. Xong, tiếp theo là mình có anh em bắn bu lông. Bắn bu lông đầu 1/2. Em nói ngoại hình là còn 75%. Nhìn vô hình là thấy rồi anh em ha. 75%. Chỉ có 25% bụi bãi thôi. Đó, một màu đầu, cái đầu lốp nó này mọi người. Màu xám còn đẹp luôn á. Thân hình nó là cao su nhựa ha, không cấn cá gì hết ha. Đầu đây đầu 1/2 nha anh em. Điện 100V ha. Coi thông số nó coi. Nó là 100V, 450W. Ha. 450W. Dòng tua nó 1350 nha mọi người. 1350. Em này ngoại hình còn khá đẹp ha, liền lạc. Bu lông nha anh em, bu lông điện 100V nha anh em. Rồi. Bóp dưới là chạy ra ha, bóp trên chạy vô. Em này có bị đánh cá chút xíu nha anh em. Đây. Giờ mới thấy. Mình là cứ dở lên là mình tự động phun châu nhã ngọc thôi à, chứ không có coi trước ha. Bấm thử lại. Rồi, một em hoạt động hoàn hảo. Bu lông 1/2 mình mong muốn chia tay em này với giá 900k nha anh em. Cái mã 829 ha. Một bu lông. Rồi. Let's go. Điện 100V nha mọi người. Tiếp theo cái này điện 220 nè. Đó. Cái này điện 220. Bữa nói với bác nói nó cái này hơi cao ha, cao hạ xuống. Còn chịu 750. Vừa ý chưa? Chịu 750. Còn chưa vừa ý nữa thì sẽ tiếp nữa. Ha. Cái này bu lông 3/4 nha mọi người. Điện xài 220 ha. Điện xài 220V anh em. Dòng tua của nó là 170 dòng trên phút ha. Cái watt nó là 1050W nha anh em. 1050W. Đó, em này cầm lên không nổi, để dưới bàn test luôn. Ha. Em này thì cái này nó có cứng cái ha anh em ha. Có xương gió phủ đời trai ha. Đó, cao su thì cũng có nứt nẻ xíu nè. Đá cái giá 1.750, điện 220 nha mọi người. Đầu 3/4 ha, đầu chất lượng á.
bóp dưới thì mở ra, bóp trên thì chiết vô. Nặng quá tầm lớn nổi mọi người ha. Ông này cũng lớn tuổi rồi, xài sức khỏe kém rồi không, hồi đó xài hao quá rồi. Thôi được rồi con, cái mã 830 mình mong muốn chia tay em nói với giá 1.750.000 nha anh em. Cái này xài điện 220 nha anh em. Tin mừng tin tốt, điện 220. Rồi tiếp theo là hai em hút thổi mini ha. Hút thổi mini em này của nào đây? Coi mặt gầm đi mọi người. Hút thổi mini nó là điện 100V ha. Điện 100V ở cái dãy tầng 50Hz thì nó là 51W nha anh em. Ở dãy tầng 50Hz nó 51W, nó là 1kg/cm³ ha. Nó là 1kg/cm³, và cái dung lượng lít của nó là 5 lít trên phút nha mọi người. 5 lít trên phút. Cái này là chạy ngày chạy đêm đó nha anh em. Đó, cái này thì chú bác nào mà nhà mà có này hút thổi luôn anh em, hút thổi luôn. Nhưng thật sự cái này để cho anh em nào mà nuôi cá nè hồ cá mà mắc tiền rồi ha, cần một cái máy để hoạt động cho nó chắc kèo anh em ha. Để không thôi là mua máy Trung Quốc đồ nó hư à. Còn thứ này là bao anh em ha, như sầu riêng vậy đó, chạy ngày chạy đêm. Nhưng thôi mình cho nó chạy 12 tiếng thôi anh em ơi ha, chạy ngày chạy đêm. Người còn lên đường đừng nói chi máy móc nha anh em, đúng không? Của bền tại người ha. Rồi cái này giờ bên hút bên thổi nha. Là hút thì hút chân không, thở thì thở oxy nha anh em. Anh em nào có đá banh cũng cần nên con cái ha. In nè, in là hút nè, ao là thở nè ha. Còn ghi tiếng ghi rõ ràng, giờ này đọc cũng dữ dằn quá. Rồi test máy thử. Wow, im quá. Cái này chú bác nào buôn bán hải sản nè chú bác ha, buôn bán hải sản nè, chị em đi chợ đồ nè, buôn bán cá đồ nè ha. Rồi muốn cá tươi cái đồ thì quất cái này về chú bác, để cho thở oxy cho em, cho cá nó tươi ha. Ra tới chợ là cá vẫn còn tươi ha chú ha. Còn anh em nào bán quán nhậu đồ nè, thấy không, muốn cá lúc nào cũng tươi rối thì cần mua một cái này nha anh em. Thổi á, này thổi oxy nè, này hút chân không nè ha. 50W xài rồi, hơn cái quạt xíu à, là vừa im ha. Ngoại hình em nói thôi còn 80%, 80% chỉ có 20% bụi bãi thôi. Cái mã 831 quý bảo mong muốn chia tay em nói giá 480k nha mọi người. Tắt máy, let go. Rồi tiếp theo là cái mã 833 nha anh em. 833 mình mong muốn chia tay em nó 450k, là một cái cưa lộng của thằng Hitachi anh em ha, của thằng Hitachi. Em này để coi thông số kỹ thuật, để coi nó là 100V, dòng tua nó 3200 nha anh em. Nó 5.5A, tương đương của nó là 500W nha anh em, 500W. Cái mã nó là Z-60 ha. Em này thì thôi rồi nha, ngoại hình là còn đẹp nha anh em, không cứng cá. Và đặc biệt là em này khi mà chú bác chốt là mình sẽ gửi theo hai lưỡi nha anh em, cho anh em hai lưỡi cưa lộng này. Cái lưỡi cưa này nó cũng dễ mua anh em ha. Đó, than ngoài dễ thay ha. Rồi bây giờ test máy thử anh em coi. Cái này là chỉ một chức năng cưa nha anh em. Cái này là có nghiêng 45 độ nha anh em. Em này ngoại hình là không có cứng cá gì nha mọi người, không cứng cá. Và đặc biệt khi mà chia tay em nói mình sẽ gửi theo ha, hai lưỡi cưa ha. Hai lưỡi cưa cái này mình cần nhờ mở lục giác ra thay thôi mọi người. Đây nó có lục giác nè ha, mở lục giác ra thay thôi.
Và tiếp theo một em Ryobi, Ryobi, Ryobi ha. Cái mã cái mã 834, mình mong muốn chia tay em nói với giá 550k nha anh em. Cái nắp này đâu không thấy. Rồi để kiếm, để thay nắp vô cho anh em luôn. Có luôn. Này Ryobi. Cái mã nó là 3610S ha. Nó 100V. Dòng tua nó là 360 vòng ha. Không. Cái lưỡi nó là 3, cái lưỡi nó là 3,5 anh em. Cái lưỡi nó 3,5. Nó là 1150W ha. 1150W. Nó là Ryobi đó anh em. Nó còn đẹp ha. Ngoại hình em nói rồi ha. Nhìn đi mọi người. Đây hình như có cứng cá chút xíu nè. Chút đây nè ha. Đó, khi nào anh em đặt hàng thì coi như là mình tháo lưỡi ra ha. Nó cũng dễ thay anh em. Mở lục giác nè. Có cái lục giác đây nè. Mở ra ha. Lấy cái nắp này ra. Rồi gắn vô thôi ha. Rồi chỉnh lưỡi cho nó nhẹ nhàng lại thôi ha. Cây này ngoại hình em nói là còn 70% á anh em. 30% bụi bãi ha. À, cái dây nó thì có đứt nha anh em. Đây. Dây nó có đứt. Về mình nói lại nha anh em ha. Tháo ra nói lại trong cho đẹp. Rồi. Em này test máy thử coi nó sao. Muốn chạy bóp đi vô nha anh em. Bóp đi vô. À, bóp đi vô nè. Còn không bóp là nó không chạy nha anh em ha. Không bóp là vô nó không chạy, làm lại. Coi thang luôn. Ok ha. Ok, thắng đầy đủ nha anh em. Đó, em này ngoại hình là còn 70%, 30% bụi bãi ha. Rồi, cái này về chú bác cho miếng dầu vô lưỡi là hoạt động thôi ha. Về cưa cắt gỗ, cắt cành rồi kia nọ ha. Tết rồi cắt gỗ để nấu bánh tét gì đó ha. Ok luôn mọi người. Rồi, cái mã 834 mình mong muốn chia tay em nói với giá 550k nha anh em. 550k dùng quy xích. Để coi bề dài nó nhiêu. Cái lưỡi nó thì 35 rồi đó. Để coi bề dài tổng thể nó nhiêu. Gần 70 nha anh em. Cỡ lớn á. Gần 70. Rồi, let's go. Tiếp theo mình có một cái đáng quan tâm. Trời, nặng quá con. Cái đáng quan tâm. Cái mã đâu con? Ở dưới nè. Rồi. Cái mã 835. Mình mong muốn chia tay em nói với giá 2,2 triệu nha anh em. Em này có cái đế cũng như là đế bằng gan nè. Đó. Để em quay cho. Đúng rồi. Đây mọi người. Đó. Ngoại hình em nói là chú bác. Đó, Hitachi ha. Cái này là để mở lưỡi nè chú bác. Lưỡi nó còn ha. Lưỡi nó còn, đặc biệt là nó còn cái cặp te này anh em. Hiếm khi nào còn cặp te lắm. Và đặc biệt nó không có cái đế đâu anh em ơi. Đó, giờ con dựng đứng cho chú bác coi cái con. Dựng đứng bên kia. Ừ, đó cái đế nó nè chú bác. Đó, nó có đế nè. Rồi ghim điện đi con. Để về ghim điện luôn. Đó. Nó là Hitachi nha anh em. Cái mã là CB10F1 ha. CB10F1. Coi như là còn nha anh em. Cao su liền lạc ha. Zin ha. Rồi để về test máy luôn con. Quá hiền. Quá hiền. Rồi khoan. Giờ coi cái không gian nó hoạt động được bao nhiêu nha anh em. Không gian nó hoạt động nè. Nó không gian nó hoạt động là có thể là được 10 13 phân đi anh em ha. 12 13 phân ha. Đây. Đó. Rồi bây giờ cho nằm xuống test lại lần nữa các con. Cho nằm xuống. Đó, để nằm ngược ra để thôi dướng vậy. Nằm đây nè, ngược đi nè con. Đó, rồi. Rồi test thử cho bác coi.
êm chú bác ha, quá êm. Đặc biệt đây nó còn cái gá đây nè chú bác ơi, dựng đứng lên là thành một cái cưa đứng nha anh em, rất đẹp. Cao su liền lạc luôn chú bác, cao su zin nè. Ở đây thì nó chỉ có cọng dây nó bị cấn cá xíu nha anh em, đây ha, cấn cá cọng dây xíu thế thôi. Cái này về chú bác cắt bỏ luôn dây đó ha, về lưỡi còn nha anh em, lưỡi zin nó luôn á ha. Rồi em này mình mong muốn chia tay 2,2 triệu ha, của thằng Hitachi nha mọi người, đáng quan tâm, đáng quan tâm. Xong let's go. Còn em này, em này là bọn em bào mai tan ha, cái mã nó là 9900B, nó vẫn là 100V, nó là 1050W nha anh em. Dòng tua nó là 360 vòng trên phút. Đây mọi người, em này coi cọng dây nè, lằn nhằn ha. Cái này thì nó là hồng cái nó xài cái nhám là 7.6, 76mm, 760mm ha. Và cái đường kính của nó là 533mm nha anh em, rất thông dụng. Cái này mà cái trợ nhám này nó chỉ có 5.000 tờ thôi anh em, 5.000 tờ. Và khi mà anh em chốt thì mình sẽ tặng anh em 2 tờ. Nhưng mà cái lỗi của mình là từ lỗi 100 nha, về cắt bỏ bớt 2 phần mấy nha anh em, thành 76 ha. Rồi, ghim điện cắt thử con. Em này mong muốn chia tay em nó 900k. Em nó còn mới mọi người, ốc ác còn đẹp luôn á. Cái này lật ra nè, lật ngửa ra nè. Chú bác về là đi qua chế cháo gì nữa ha. Muốn mài, muốn bào, muốn làm gì bầm nha chú bác, thấy không? Rồi, test máy thử. Này chỉnh tắc kinh nó xíu ơi. Đó ok. Rồi. Chỉnh cái là giấy nhám nó làm đúng hệ luôn anh em. Dạo này quý bảo cũng dữ dằn luôn á. Đây là mở lên anh em. Mở ra thay nhám nè. À, mở ra nè ha. Thay nhám nè, đẩy lại nè. Đó, rồi làm lại thử coi. Chà nhám chà đồ ha, để lên. Cái nhám này chỉ có 5.000 tờ nha anh em. Mà khi mà chia tay nó thì mình sẽ tặng anh em thêm 2 tờ nữa ha. Rồi xong. Cái mã 8836 nó muốn chia tay 900k. Một cái chà nhám băng của Mai Tan. Ngoại hình em nó còn 75%. 25% bụi bãi. Xong, let's go. Bỏ xuống kia đi con. Tiếp theo mình có một cái em thổi oxy mini nhỏ nhuyễn ha. Mini nhỏ nhuyễn 837. Mình chia tay em nói với cái giá 550k. Em này của Đài Loan nha anh em. Zin ha, dây zin còn mới 90%. Mới luôn mọi người. Đó, nhưng mà hàng bụi bãi, hàng bãi thì không bao giờ có vụ 100%. Nhưng em này còn mới ha. Đây. Thêm thông số thì mất rồi. Đó, không mà không chừng chủ bãi nó xé. Không chừng chủ bãi nó xé mọi người. Đó. Nhưng mà mình biết nó là của Đài Loan ha. Đó. Rồi bây giờ mình test máy thử coi. Test máy thử em nó coi làm sao. Rồi. Thổi oxy nha anh em. Này là cho hồ cá nhỏ nhuyễn nha chú bác. Nhìn đẹp ha. Nhìn cái đầu mà đầu giống đầu solet của ngày xưa. Solet ngày xưa anh em ha. Đó. Này mà anh em nào nuôi cá nè, là kinh doanh cá cần phải có này anh em ơi, hồ cá nhỏ thôi nha anh em ha. Đó, cá tôm gì đó, hải sản gì đó, bán quán nhậu rồi anh em, im ru à, không nghe tiếng luôn, không nghe tiếng luôn. Thổi oxy nha anh em. Rồi tắt máy nè,
Rồi cái mã 837 mình mong muốn chia tay em nói giá 550k. Xong, let's go. Tiếp theo mình có một cái móc rảnh. Móc rảnh cái mã 838. Mình mong muốn chia tay em này với giá 700k nha anh em. 700k, mai tan móc rảnh mai tan. Em này thì nó là 100V. Nó là 930W nha anh em. Dòng tua của nó là 23.000 ha. 23.000. Đây. Móc rảnh nha mọi người. Đầu ruồi nè, đưa tới lui nè. Ha. Này có trượt, trượt ta qua trượt lợi nha anh em. Có ti trượt ha. Tay cầm. Đây, em là ngoại hình cũng đẹp đó mọi người. Đó. Rồi bây giờ test máy thử cho anh em coi ha. Tiếng kêu em nó quá hoành tráng luôn mọi người. Tiếng kêu em nó hùng hồn quá. Rồi, thằng mai tan móc rảnh này mình muốn chia tay em nói giá 700k nha anh em. Hôm bữa mà giao cho anh kia nữa thôi đem về nữa thì tốn thêm 100.000 thì ship nữa. Chơi độc. Anh nó chơi hơi độc. Thật là đau khổ. Ba lần shipper đem tới kêu là không tiền lấy, nghe sót không? Lần đầu tiên bị một khách hàng bơm hàng gì kiểu đó. Gọi điện nói nghe dễ thương. À, mở xưởng anh quý kiếm cho em, ưu tiên cho em đi anh quý. Rồi anh quý ưu tiên cho em, rốt cuộc em chơi anh quý quá mạng. Chơi anh quý quá tức luôn. Cái mã 839. Mong muốn chia tay 520k. Shipper ba lần gọi lại, vừa lấy máy ra coi, vừa coi máy xong xuôi thì kia nọ nói không tiền lấy. Thật sự là nghe giống như con nít vậy đó. Ha. À, nghe không giống ai hết trơn á. Vậy mà kêu là chủ đại ca thật cực buồn cười. Rồi bấm đi con, nó là của Hitachi nha anh em. Gì vậy con? Quay lại con, lưỡi của nó là 160 nha anh em. Rồi sáng rồi, để dưới đây con. Đây em này có vẻ nó có hơi khô dầu anh em, có gì đâu, không khô dầu thôi. Đó, có anh chứng tỏ là mình chưa vô dầu nè. Có gì đâu, rất đẹp. Hitachi. Em này Hitachi. Rồi, coi được thông số kỹ thuật nó coi. Đây. Nó là xài đĩa 160 nha mọi người. Cái mã nó là FK-6. Xài đĩa 160. Nó 100V. Nó 665W nha anh em. Em này có lên xuống nè. Nghiêng ngã nè mọi người. À, cái này chú bác, cái đĩa còn mới ha, cái đĩa nó còn mới. Cái này chú bác về tháo ra vô miếng dầu là coi như là im ru và rù luôn chú bác ha. Có những cái quý bảo không thể nào là làm kịp ha. Âm ra nghe tiếng kêu thì biết là thiếu dầu thôi nha anh em. Rồi xong cái mã 839, mình mong muốn chia tay em nói giá 520k nha mọi người. 520k. Xong, let's go. Tiếp theo mình có một cái bào của Hitachi. Cái lưỡi bào nó là 110mm ha. Cái mã nó là 1911B nha anh em. Nó là 100V. Nó là 1050W nha mọi người. Cái dòng tua của nó là 16.000 vòng trên phút. Thông số rõ ràng. Giờ cũng mắc coi cái lưỡi em nó đi. Không mẻ nha anh em ha, không mẻ ha, có bụi bẫy nhưng mà không mẻ nha. Một lưỡi đây cũng vậy ha, không có dấu hiệu mẻ nha anh em ha, không có dấu hiệu mẻ. Gom lại cho anh em coi đây ha, một lưỡi nè, coi lại lưỡi đi anh em ha, không có dấu hiệu mẻ.
có bụi bãi. Đây lưỡi thứ hai này anh em. Đây. Ha. Không có dấu hiệu mẹ ha. Đế thì có chút có bụi bãi nha anh em. Rồi. Rồi thôi giờ test máy thử cho em coi ha. Rồi em Mai Ta này, mình mong muốn chia tay em nói với giá 680k nha anh em. Cái mã 840, mình mong muốn chia tay em nói 680k. Rồi tiếp theo, tiếp theo là một em 841. 841 là một em Hitachi ha. Hitachi dây nhựa lằng nhằng nha anh em. Cái này nó không có lưỡi nha mọi người. Không có lưỡi, giá 720k. Nó là 100V. Nó là 100V. 12A, nó vậy là nó là 1150 anh em. Đó. Em nó ngoại hình còn đẹp nha mọi người. Nó 1140W á ha. Em còn đẹp. Đây không có lưỡi nha anh em. Không có lưỡi nè ha. Còn đẹp, màn hình còn khá đẹp luôn á. Em này có lên xuống nè anh em. Lên xuống ha. Rồi, test máy thử cho anh em coi. Cuộn dây đó nè mọi người, mà nhìn cuộn dây đó nè mọi người, quá hùng hổ luôn á, cuộn dây quá dữ luôn ha. Cái mã 841 này quý bảo mong muốn chia tay em nó 720k nha mọi người. Em này không có lưỡi nha anh em, mới không có lưỡi. Rồi xong, bỏ xuống dưới là con để thôi nó mỗi tay. Tiếp theo của em thứ hai móc rảnh ha. Em này trước mắt nhìn thấy dây đứt nè, nối lại nè. Rồi cái mã 842, 842 mình bán 920k. Em này là của thằng Mai Tan Ruby anh em, nó Ruby, nó Ruby, nó là 100V. Cái watt đó là 1000 watt anh em. Đó. Cái dòng tua nó là 8500 dòng thuốc nha anh em. Cái mã nó là DV 460 nha anh em. 460. Này của Ruby nè anh em. Rồi. Anh em nhìn cái lưỡi bóc rảnh nó đi mọi người. Khá hùng hổ. Đây, nhìn cái lưỡi nó đi anh em. Lưỡi không mẻ nha anh em. Đó, lưỡi không mẻ. Rồi để đo cái lưỡi đó nhiêu. Cái bề ngang lưỡi nó là 4 phân nha anh em. 4 phân cho cái lưỡi nó rảnh. Khá dữ. Rồi giờ để nghiêng máy đó thử coi. Rồi. Rồi một em móc rảnh Ruby hoạt động hoàn hảo, nhìn cái lưỡi khủng hoảng quá, nhìn nó chạy khủng hoảng quá. Mình mong muốn chia tay em nói với giá 920k nha anh em. 920k. Xong, let's go. Lấy cái bỏ thùng xuống dưới đi con. Mình gói một cái thùng và một cái lưỡi bào nha anh em. Còn đẹp á, nằm trong thùng luôn nha anh em. Đó.
mình mong muốn chia tay em này với giá 1.050.000 ha, 1.050.000. Nhìn cái dây nguồn đi anh em, chất lượng rồi. Trước mắt thì coi cái lưỡi bầu nó coi, đọc thông số trước, nặng quá anh em. Nó là Hitachi, cái mã nó là F40B 100V, nó 10A tương đương với là 900 mấy chục watt nha anh em, 950W ha. Dòng tua nó 16.000 vòng trên phút nha anh em. Nó là 16.000 vòng trên phút. Rồi để quay lại coi cái tem nó có đẹp mọi người. Quay lại đo cái lưỡi nó bao nhiêu. Phụ kiện nó còn mang theo còn nhiều nha anh em. Phụ kiện nó có kìa. Ha. Để coi cái lưỡi nó coi. Lưỡi khá đẹp anh em ha. Mới luôn. Đây. Lưỡi khá đẹp nè. 1 2. Em này lưỡi còn rất đẹp. Rất đẹp, phải nói là điều đó. Ha. Còn nằm trong thùng mà. Rồi. Ghim điện cách máy thử. Em này khá nặng. Cái vàng mâm nó còn đẹp lắm mọi người. Nằm trong một cái thùng gỗ luôn nha anh em. Một em cưa, một em bào ha, để có lưỡi nó nhiêu. Lưỡi nó như 135 á anh em. Để rồi. Đó, một lưỡi nó là 13 phân rưỡi nè anh em, đúng là 135 rồi ha. Em này thì vàng ốc nhìn đi, vàng mâm nhôm nhìn đi, còn rất mới nha anh em. Đặc biệt nó có một cái thùng mang theo, trong thùng có phụ kiện nha mọi người. Đây. Phụ kiện nè. Đó. Rồi. Nặng. Bỏ xuống nó con rồi chơi coi trong thùng còn gì nữa không? Rồi. Vậy trong thùng nó có nhiêu đây nha anh em? Phụ kiện nó hiện đâu đây? Mình mong muốn chia tay nguyên cái thùng này. Ha. Nguyên cái thùng này. À, một cái cưa Hitachi, cái một cái bào Hitachi, lưỡi 135. À, là 1.050.000 nha anh em. Được không? Let's go. Tiếp theo mình có bốn cái motor máy mài hai đá. Một cái cái thằng hot tâm nè anh em, thằng này là hot tâm này là của Đài Loan nha anh em ha. Đài Loan tên tuổi nó là biết rồi ha. À, mã 844. À, ghim luôn con, tắt này à. Ghim luôn, test thử luôn, ghim trước rồi gấp đôi lại con, gấp đôi cùng dây lại. Rồi bên kia cũng vậy, gấp đôi cùng dây lại. Coi như là tại nó không có cái đầu cắm anh em, quên nên. Rồi bật máy thử con, bật máy đi. Rồi để nó coi. Rồi chạy rồi, được rồi. Rồi em này là của thằng hot tâm nha anh em, cái mã nó là HT-150G ha. Nó là nó là 100V, 150W nha anh em. Nó xài hai đá 150 ha. Nó xài hai đá 150. Nè, đây là hàng made in China anh em. À, hot tum. Em này thôi rồi đấy nha. Tiếng máy rất là êm ha. Ngoại hình còn đẹp. Chỉ bán giá 650k cho chú bác nè chú bác. Đá còn mới nè, hai viên đá còn mới luôn ha. Bên đây còn cặt te. Bên đây mất cặt te nha anh em. Rồi bật máy test thử. Đây. Rồi. Nghe như mũi chứ, mũi tiếng mũi thôi có gì đâu anh em. Hai viên đá còn mới nha.
150 là bao tỳ đè em nói ha. Thân là đúc liền nguyên khối nha mọi người. Cái này về thôi, mài này mài kia thì thôi rồi đó nha. Rồi test thử máy anh em. Bao thì về nha em, 150 mà. Viên đá hay viên đá còn mới nha anh em. Rồi xong tắt máy. Chú bác ơi, con dây thì về thay đầu với chú bác. Đây ha. Giờ không có, không chừng chút nữa mình thay luôn cái đầu luôn cho chú bác luôn ha. Chút nữa làm thay luôn cái đầu cho chú bác luôn. Về chạy luôn, khỏi cần phải lo nghĩ gì nữa ha. Bên đây cặt te còn nè, bên đây là không còn cặt te nè ha. Cử này còn, gá trên còn, gá này còn ha. Cặt te này, cái cử đây còn nha anh em. Cái này ngoại hình cũng còn 70% á, 30% bụi bẫy, xong. Giờ tiếp theo mình có một em Hitachi. Một em tình quay nè con. Một em Hitachi. Nó là cái mã nó GW125A. Nó là hai đĩa xài hai đá 125 nha anh em. Bên đây là mất viên đá rồi, nhưng mà mình cũng sẽ kèm cho anh em theo thêm một viên đá nữa cho đủ luôn nha. Có viên đá ha. Bên đây sẽ có viên đá. Nó là 270W anh em. 270W. Tha hồ tỳ đè ha. Bao hàng tha hồ tỳ đè. Em này thì có cấn cá bụi bãi ha. Đó, nó là một màu xám xanh. À, nhưng do bụi bãi ha. Đây nè mọi người. Đó. Lật mặt gầm lên cho chú bác bụi bãi cho chú bác, thấy không? Chút xíu này thôi. Đó, còn hai bên là cặp te nè, còn liền lạc nha anh em. Đó, là bật gầm chú bác coi ha, không cứng cá chú bác ha. Cái này về chú bác mà để lên một cái gì đó cái là ok nha chú bác. Rồi test máy thử công tắc mình cho đây anh em. Rồi ha, cái này là bên đây thiếu viên đá, mình sẽ tặng anh em thêm một viên đá nha anh em, cho đủ hai viên luôn ha. Cái mã 845 này mình mong muốn chia tay em nói giá 800k. Xong, let's go. Tiếp theo là mình có một em cổ. Em này của thằng Alexis ha. Alexis. Nó là 100V. Ha. Nó là 100V. Dòng tua nó 2850 nha anh em. Công tắc nằm ngang nè. Nó là thằng Sowatt anh em, công tắc nằm ngang. Coi như em này thì liền lạc ha. Thân tròn ủng mỉm ha. Thân tròn ủng mỉm. À, đá hai viên còn nha anh em. Hai viên đá còn, mặt sau có thông số gì không con? Dạ không, có cái tình ớt thôi. Rồi. Em này thì watt nè, 200W nha anh em. Bao tỳ đè 200W là bao đè em đó nha. Nhỏ mini nhỏ nhuyễn. Đá của nó là đá 125 anh em. Hai viên đá còn mới ha. Một viên đá mịn và một viên đá thô ha. Như là thất thân nó đúc liền nguyên khối nha anh em. Hai bên hai khối nữa là ba khối nha anh em.
ở giữa đúc liền nguyên khối ha. Công tắc zin nó còn nha anh em. Tiếng của nó em nói thì như mũi anh em ha. Em này không có cử nha anh em. Te cũng như là cứng khừ luôn á. Nè, nhìn anh em, cứng khừ luôn. Này chú bác này thợ xài cũng được mà gia đình xài là cũng ok. Thật sự là vậy. Quá hoàn hảo cho ông em này. Màu nó thì nó cũng là màu xanh rêu ha. Đế nó không gắn cá này quá. Cái thứ này nó im. Nặng. Ha, em này mình mong muốn chia tay em nói giá 850k nha anh em. Một máy mài, hai đá của thằng Sowat ha. Atlantic Sowat. Cái mã nó là SGH-C ha. Rồi xong, let's go. Tiếp theo là mình có một thằng Maitan 9.300, một X-Men đích thực, một rồ mã nồ ha, một rồ mã nồ, một em không thể nào thiếu trên màn hình của Quý Bảo ha, lúc nào cũng có con em, không 9.300, 9.800, không 9.800, 9.300, rồi em này hai viên đá còn, cử bên đây còn ha, cử bên đây tiến lùi còn có, không có cử chữ T anh em, không có cử chữ T, có cử tiến lùi ha, muốn tiến lùi lùi à. Không có được đứng lại làng chàng nha anh em. Đó, cái mã nó là 9.300. Nó nhắm mắt lật lọc cũng được. Số watt nó là 230 watt. Dòng tua là dòng tua 3.000 nha anh em. Dòng tua là dòng tua 3.000. Đó, rồi giờ sao đây, test máy thôi chứ sao. Em nó là còn 70%, 30% bụi bãi. Đế bốn chân em nó còn rin ha, không cấn cá, không bể mẻ nha anh em. Đó, bên đây cái cử tiến lùi còn nha anh em. Đó, cặt te còn đầy đủ ha. Mặt sau cái dàn lưng em nhìn đi anh em. Ok. Em này chỉ mình mong muốn ra đi chỉ với cái giá 850k thôi nha mọi người. 850k cho em 9.300 ha. Còn cử tiến lùi, không có cử chữ T. Không có cử chữ T nha anh em. Cặt te hai bên còn đầy đủ. Xong. Let's go. Rồi tiếp theo mình có cuộn dây điện 19m nha anh em. Đây. Hôm bữa làm cuộn điện 15m. Hôm nay có cuộn dây điện 19m. Em này thì nằm trong một cái thùng nha anh em. Đó. Nằm trong một cái thùng. Đây nó có để cho mình gắn cái bóng đèn nè mọi người. Con quay dọc lại đọc cái thông số cho bác coi. Đây. Nè anh em. Nó là 20m nè ha. Nó đề mình đo thì thấy 19m nhưng mà đề là 20m nè. Cái mã nó an là -1 100V trên 200V 15A ha. Có nghĩa là cái này mình xài điện thoải mái nha anh em. Muốn 110, muốn 100, muốn 200 ha, thoải mái. Ở đây có cửa sổ tâm hồn nè. Đó. Dở lên. Đây con nhìn nghiêng vô thấy dây điện nè anh em. Đó, thấy dây điện, thấy đồ lằng nhằng trong đây ha, mấy ổ cắm. Rồi hạ cửa sổ xuống, quay mặt trước à, đây mặt sau anh em. Rút lên nè, quay nè, rút nhẹ thôi con. Đó, quay nha. Rồi, thôi được rồi, đứa này. Và thường thường tất cả những cái đều bị vậy mọi người. Tại vì khi mà siết vô á, lố tay á, nó dướng vô cái lỗ này là bị cái này hết. Bao nhiêu thằng đều bị dính hết nha anh em. Không riêng gì em này ha. Em nào cũng bị hết trơn á. Rồi ghim điện con. Em này dài 19m nha anh em, nhưng có thể là 20m á. Nhưng mà là mình chỉ nói 19m tại vì thở đo 19m thì mình nói 19m nha anh em. Nhưng trên thông số là để 20m đó mọi người. Rồi ghim điện. Test máy. Ok. Hoàn hảo. Xéo qua đây coi. Rồi, ghim điện, test máy. Ok, hoàn hảo. Rồi, rút dây. Rồi, cuộn dây điện này mình mong muốn chia tay em nói với giá 1.500.000 nha anh em. Đây, mã 848 mình mong muốn chia tay em nói giá 1.500.000 ha. Một cuộn dây điện 20m nha anh em, nằm trong một cái hộp ha.
Rồi xong rút dây điện. Và tiếp theo một cái mã cuối cùng. Mã cuối cùng quý bảo là một cái mã ngày hôm qua lên sóng rồi. Ngày hôm qua lên sóng rồi. Nhưng mà cái thứ này chắc phải lên sóng rồi cầu phải 3-4 lần ha. Tại vì cái hàng này nó cũng độc lạ. Chưa thấy bao giờ ha. Đây, này chắc phải lên sóng vài lần. Chứ làm sao mà mấy anh mà nha khoa mấy anh biết mà anh coi. Phải lên sóng vài lần, nhiều khi vô tình có anh nào đó anh coi cho được anh mua làm sao ha. Rồi, đây là một cái mài răng giả ha. Một cái máy mài răng giả cho dành cho nha khoa nha anh em. Cái này thì mình cũng nghe thầy thợ nói thôi chứ mình cũng không rành lắm anh em ha. Đó. Rồi con quay ngang cho bà đọc cái thông số đây, nó có nước chảy nè ha. Ở đây có nước chảy vô nè, ở đây có nước chảy ra nè anh em. Chắc đúng rồi, chắc này để nó mài răng giả thì đúng rồi. Đây. Một màu vàng ha. Em nó có một màu vàng. Công tắc nó đẹp ha. Đó. Cái mã nó là BC-209 anh em. Nó là 100V, 200W. Cái dòng tua đó là 1430 ha. Đó. Cái dòng tua nó. Rồi coi cái chữ đi, nó lằng nhằng quá nhiều chữ đi. Model của nó nè anh em. Thông số thật nè. Cái này để cho anh rung lại gần cho. Đây, thấy rồi. Chú ba coi đi anh em. Cái này phải lên sóng chắc cầu 2-3 cái video để vô tình anh nào mà bên nha khoa anh thấy anh mua chúng thôi. Tàn thầy thợ coi chứ đâu. Rồi giờ quay mặt trước test máy cho con. Rồi. Ok. Nghe như mũi Cà Mau kêu vậy mọi người. Đây nước chảy nè ha. Cái này chắc nó phải nằm ngửa ra đó. Nước chảy thì đá mòn ha. Đó. Đây có ống nước nha anh em. Tiếng kêu nghe nó giống như là đi 7 số anh em ha. Nghe như mèo thở rồi ha. Nghe như mũi kêu rồi anh em ha. Rồi thôi tắt máy rút điện. Đây sản phẩm này thật sự là phải lên sóng vài lần nha anh em, thông cảm nha. Bởi vì nó là một thứ mà chỉ có nha khoa xài ha. Mà giờ mình lâu lâu mới gặp anh nha khoa lần chứ đâu phải lần mình phải lên sóng vài lần ha. Sản phẩm này cũng là sản phẩm cuối của tiểu gia đình Quý Bảo. Rất cảm ơn bà con cô bác mọi miền đất nước này đã quan tâm theo dõi từ đầu video tới giờ. Cảm thấy vui hay thì nhấn cho Quý Bảo một like nha anh em, để Quý Bảo có cái động lực, có cái động đậy ha, cái động lực để tiếp tục hành trình tìm một mối cá thư về cho chú bác với chú bác đó. Và bây giờ thôi, bây giờ Quý Bảo chia tay nha anh em. Chào, goodbye, hẹn gặp lại, see you again.